thưa quý vị và các bạn phát độ điều trị của bộ y tế đều có tiến triển tốt do đó với tiến độ và kết quả điều trị bệnh nhân ncov như hiện nay bộ y tế sắp tới có thể công bố các bệnh viện tuyến quyền có khả năng điều trị khỏi bệnh phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết như thế tại buổi tập quấn triển khai công tác hướng dẫn điều trị phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do virus ncov Buổi tập quấn trực tuyến này triển khai tại trên 700 điểm cầu tập quấn hướng dẫn điều trị cho các bệnh viện từ trung ương đến tuyến quyền và 23 điểm cầu tại các bệnh viện phục vụ công tác phòng chống bệnh do nCoV. Các bác sĩ ở các điểm cầu được trình bày hướng dẫn tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra trên thế giới và Việt Nam, kế hoạch đáp ứng với từng dịch bệnh, công tác phân tuyến điều trị đáp ứng dịch bệnh, công tác chỉ đạo và quản lý điều trị các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ncov gây ra như hướng dẫn xử trí một số hội chứng suy hô hấp sốc nhiễm trùng thường gặp ở người lớn bệnh nhi hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ nhiễm ncov hướng dẫn lấy máu đóng cối và vận chuyển bệnh phẩm hướng dẫn giám sát cách ly xét nghiệm xử lý ổ dịch và các biện pháp phòng chống và những chia sẻ kinh nghiệm điều trị người bệnh nhiễm ncov theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện viêm phổi do virus corona mới chưa có thuốc đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Do đó, điều quan trọng lúc này là điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng người bệnh và điều trị biến chứng. Trong quá trình điều trị, cần tập trung điều trị cả bệnh do virus và các bệnh nền. Trong phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus corona, việc thông khí tại buồng bệnh cách đi rất quan trọng việc rửa tay thường xuyên mang khẩu trang làm thông thoáng nơi ở tránh tụ tập đông người và dinh dưỡng đầy đủ được khuyến cáo trong phòng chống virus corona